Có nhìn cái tủ đồ của chị hấp dẫn thật đấy, nhưng mà em không ngờ là bán có vài tiếng. Có vậy thôi, chị là chị bán có vậy thôi. Nếu như bình thường mình nhìn cái số lượng này thì không ai nghĩ là chị bán vài tiếng là hết. Đúng người rồi. Ta phải nghĩ là bán từ sáng tới tối. Chứ còn số lượng ngoài đó là rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Quanh cái đường này là của nhà chị là bán là vào dạng là tương đối đấy. Tương đối là chị. Một tạ lòng bán có vài tiếng hết mà vẫn là tương đối. Có vậy đấy thôi. Như là những cái khách mà họ trung thân với mình là trung thân với mình luôn. Họ cứ đưa cho hàng dăm 7 triệu, 10 triệu xong bắt đầu làm ship dần. À có luôn hả chị? Ủa, anh không bán nước luộc nè? Đổ hết hả anh? Đổ hết. Ồ, mà đây anh dùng cái khấu linh này. Ở trong nhà là đã một cái nồi khấu linh luộc trước rồi đấy. Vẫn còn vài đoạn ở đây. Điều làm tôi chỉ luộc từ 3 nồi thôi. 3 nồi. Đây, đầu hành đúng không chị? Đây, đầu hành đây. Đĩa này là bao nhiêu chị? Đây là 120. 120 ngàn, quá chất lượng các bạn ơi. Đây. Đây. Rất là hấp dẫn cái hương vị cháo này các bạn. Thơm lắm. Đấy, như chị là cứ mấy khách vào người ta cứ ăn mà. Đĩa này là bao nhiêu chị? Cái đĩa này là chị thái như này là 150. 150. Đĩa lòng lớn. Ngày uống bán có 3 tạ thôi mà. Ngày 3 tạ. Ừ. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn quay trở lại đường Phạm Văn Bạch để thưởng thức một cái tiệm lòng luộc rất là hấp dẫn mà mình đã phát hiện ra cách đây khoảng 2-3 ngày khi mà mình đi ngang đường này để review cái món ba rọi heo quay lá mắc mật các bạn. Thì mình đã phát hiện ra tiệm này rồi. Thì hôm nay mình mới có dịp quay trở lại để cùng với tất cả các bạn khám phá. Nhưng mà mình nghĩ đây sẽ là một cái tiệm lòng rất là hấp dẫn ở trên con đường Phạm Văn Bạch các bạn ạ. Tại vì số lượng rất là nhiều này. Và đặc biệt hơn nữa là cực kỳ đông khách. Xin chào bà Diễm nha. Xin chào cả nhà nha. Diễm nghĩ là các bạn cũng sẽ giống như Diễm là sẽ khi mà bước vào trong sẽ rất là trầm trồ. Tại vì trời ơi các bạn ơi, có số lượng lòng rất là nhiều này và có cả má heo. Mà một trong những cái điều mà thu hút cho mình đó là có nguyên cái nồi lòng mà luộc mà hiếm hoi giống như là ở trên quận 12 mình quay á. Mà rất ít nơi mà họ làm như thế này thì họ bán vừa làm vừa bán các bạn. Khi mà mình tới đây thì anh chủ quán em cho anh nha. Anh đang luộc một cái nồi anh đã vớt rồi, bây giờ là cái nồi thứ hai luôn. Mình đi vô nha. Bây giờ mình đi vào bên trong để mình tìm hiểu nha. Em cho anh nha. Anh đã luộc một tấn rồi. Anh là anh Hùng đúng không anh? Vâng. À, tiện cho mình bán này lâu chưa anh nhỉ? Tôi bán 8 năm rồi. 8 năm. À, em thấy hồi nãy em đi ngang qua em thấy có một cái nồi lòng luộc. Là anh luộc ở đâu bán ở đó hay như thế nào anh? Đúng rồi, tôi luộc ở đâu bán đó. Dạ, một ngày là khoảng bao nhiêu ký anh? Ngày tôi bán được gần tạ. Gần một tạ lòng. Đúng rồi. Bây giờ em xin phép lại em coi cái nồi anh đang luộc chút được đây. Không? Đi, để lại đi. Nhìn anh tính ghê. Đây, đây là cái tủ đồ lòng của anh này. Có khèo, có má heo này. Nhưng mà đây mới là cái nồi mà mình cực kỳ ấn tượng này các bạn này. Khi mà tụi mình vừa bước tới thì là anh cũng thử là lúc anh cho vào rồi. Nên là tụi mình không có kịp quay nhưng một xíu nữa anh vớt ra mình sẽ quay nha. Còn bên trong này là nhiều lắm. À, em là chị. Chị là chị Loan đúng không chị? Chị Loan. Em nhìn thấy cái biển hiệu Hùng Loan là em đoán tên được vợ chồng anh chị rồi. Đây. Ôi, các bạn nhìn cái rổ lòng này. Quá hấp dẫn luôn. Trong này là khoảng bao nhiêu ký đấy chị? Nó chắc là tất và nếu mà sống của nó là phải vào hơn một tạ đấy. Hơn một tạ. Còn trong này là em thấy có phèo, rồi trường, rồi bao tử. Đầy đủ hết chị ha. Ừ, có đầy đủ heo to hết. Ôi. Má heo này là bán bao nhiêu một cái chị? Má heo này chị bán 80. 80 một cái. Tiếng nữa là nó đông vít luôn. À. Là chị chỉ bán được tầm từ 4:30 mà cho đến độ khoảng 7 giờ là lúc nào cũng sạch tách. À 4:30 đến 7 giờ là hết rồi. Tạ mà chỉ có mấy tiếng là hết rồi. Có vậy thôi. Chẳng hạn như họ đến xa họ ăn những cái đĩa lòng nó có đầy đủ là họ ông nào nó cũng phải lấy số điện thoại. Từ xa đó điện là chị ơi em bằng em bằng này người đây chị A này em đến là chị phần em. Nhưng mà quán này chỉ bán tối đa là đến 8 giờ là kịch đường tàu. Kịch đường tàu. Chị quay đâu chị nói chị anh với chị đều rất là cách. Anh chị nói chuyện dễ thương quá, rất là hiền và kiểu giống có một cái nét gì đó hài hước các bạn. Bảo là khách nào cũng vậy, nhậu là chỉ có được đến 8 giờ mà uống là không được uống nhiều, chỉ gọi là vừa tới thôi. À mua nhiều cũng không bán không gì. Không sợ được. Khách mình xỉn mất an toàn. Đấy, mất an toàn. Quan trọng là thưởng thức đồ ăn đúng ngon không nhỉ? Cứ đến ăn với này gọi là tí câu chuyện câu trò vậy là ok chứ còn không cần bán nhiều mà say khổ. Ồ, quá có tâm các bạn ơi. Vậy là các bạn nào mà có gia đình tới đây nhậu là không sợ bị say đâu, tại vì muốn say chủ quán cũng không bán. Nhưng mà các bạn, anh Dũng có nghĩ giống mình không? Thật sự nếu như bình thường mình nhìn cái số lượng này thì không ai nghĩ là chỉ bán vài tiếng là hết. Đúng người rồi. Ta phải nghĩ là bán từ sáng tới tối. Chứ còn số lượng ngoài đó là rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đúng rồi,
quanh cái đường này là của nhà chị là bán là và dạng là tương đối đấy. Tương đối là chị. Ừ. Một tạ lòng bán có vài tiếng hết mà vẫn là tương đối. Vậy đấy thôi. Hôm nào mà khách muộn muộn lắm là chỉ có đến 8 giờ là họ cũng biết là cái quán nhà chị là bán chỉ có vậy là chị nghỉ. Dạ, tại vì khách quen người ta đã biết cái thời gian rồi. Vậy là khách sẽ dồn dập vào một cái khung giờ thôi. Đúng rồi. Mà bây giờ chẳng hạn như là cứ đúng 4 giờ là bắt đầu có là họ mới ghé. Dạ. Chứ có ghé sớm. À, bây giờ là còn khoảng cũng gần 4 giờ rồi. Ờ đấy, 4 giờ thì là cái này là vớt ra vừa vớt ra hả chị? Ờ cái này là chị mới luộc chị vớt ra đây. Em thấy anh có mang một cái rổ lòng chín vào là chị để đâu rồi? Đấy, rổ lòng chín đây đấy. À cái rổ lòng chín đây, em này. À. Mới được có một mẻ rồi, khấu linh đây. Đấy. Mình đem vào ngâm nước lạnh hả chị? À, cái này là phải ngâm nước ấm ấm. Này phải bỏ nước ấm ấm. À. Chứ không bỏ được nước nóng phút nó để hỏng ấy. Có nhìn cái tủ đồ của chị hấp dẫn thật đấy, nhưng mà em không ngờ là bán có vài tiếng. Có vậy thôi, nhà chị là chị bán có vậy đấy thôi. Dạ. Đây là nhà mình luôn hả chị? Ừ, nhà của mình luôn đấy. Dạ. À. Đây các bạn nhìn cái tủ đồ của chị này. À, cái này chị chuẩn bị nguyên một cái rổ to là cái đầu hành luôn. Đầu hành. Chứng tỏ là cái đầu hành này khách ăn rất là nhiều này. Đầu hành chị trụng thì hoa. Nhưng mà em để ý là chị chọn cái đầu hành này cái size nó vừa phải, nó nhỏ nhỏ như cái đầu đũa thôi. Không, hôm nay là kém tại vì cái hồi này hành xấu chứ mọi khi là hành ngon lắm. À, hôm nay như thế này là xấu hả chị? Xấu lắm. Không, hôm nay thật, hôm nay cái đợt này nó mưa hành rất xấu. Diễm chưa ăn nên là Diễm chưa biết là hương vị lòng ở đây thế nào. Nhưng mà cái đầu tiên là vì số lượng rất là nhiều. Cái thứ hai là anh chị dễ thương. Thứ ba là mọi thứ rất là sạch sẽ. Đúng này rồi. Từ hành này các bạn coi rổ rau là mình thấy sạch bóng luôn đó các bạn ạ. Cảm giác như là một cái nhà hàng chứ không phải là một cái quán bình thường về lòng các bạn. Nhưng mà em thấy là anh chị rất là sạch sẽ gọn gàng luôn đó. Rồi, các bạn nhìn vậy. Từ thớt, từ tủ, từ dao này. Coi như là một buổi sáng nhà chị là phải chuẩn bị đúng một đĩa đào một buổi sáng bắt đầu là tiến hành vào với bán. Dạ. Chứ không phải là vừa làm vừa bán vai vai được. À. Tại vì là nó tí nữa khách nó dồn nó đông lắm. Em phải biết vậy. Dạ. À. Còn cái này là em thấy là giống như là chị đang lấy mấy cái thừa thẹo ra. Cái xấu xí là chị phải bỏ đi đây này. Bỏ em đi này. Đây này, bỏ rác. Cái mặt vẹo là chị bỏ đi đây này. À. Đấy, nhà chị là phải làm vậy đấy. Quá sạch sẽ luôn. Cái này là cái cuống họng đúng không gì? Cái này đó là cái ống dẫn tim. Ống dẫn tim là có cái mấy cái mỡ loanh quanh đúng đó. Rồi, nó có những cái mỡ xấu là chị phải bỏ hết đi. Chị bỏ hết đi. Chị lấy mình cái ống tim ăn cho nó giòn. Đúng rồi. Những cái mỡ bùng nhùng xấu là phải bỏ hết đi cho khách. Đắp tí cũng được nhưng mà phải đúng chất rồi. Lượng. Bây giờ quan trọng là chất lượng nhỉ. Đúng tiền rồi. Giá cả tính sau. Giá cả khách. Ở đây nhà chị giờ chẳng hạn nhưng mà khách đến một cái chị nhìn là khách kia vào là biết là ăn đồ như nào là chị biết luôn rồi. À. Nó như kiểu là một cái quán phở kiểu là gần tất thuyết là gần 15 người mà em. 9 năm đến nơi rồi. Thường thường cái món mà là lòng dồi bắc như thế này này thì khách quen rất là nhiều. Người ta đã ăn là người ta sẽ thường tới. Khách quen nhiều lắm em. Khách cái chẳng hạn như là những cái khách mà họ chung thân với mình là họ chung thân với mình luôn. Ừ, họ cứ đưa cho hàng 7 triệu, 10 triệu xong bắt đầu làm ship dần. À có luôn hả chị? Cứ đến xong ship dần em thấy mà hết rồi bắt đầu là anh lại đưa tiếp. À, em hôm nay chẳng hạn như cuối tháng em cộng xem là bao nhiêu rồi. Thế 5-7 triệu thì ăn được khoảng bao lâu chị? 5-7 triệu chắc là độ khoảng nếu mà ăn thì có đợt ăn nhiều ăn ít. Nhưng mà mỗi lần người ta lấy 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Vậy là cũng được 3-4 lần. Ừ, chỉ có vậy đấy thôi. Còn những cái khách ăn ít mà ở đây họ ăn ít nhất thì chẳng hạn như là như một người mà vào bình quân là chỉ tô cháo một người là chỉ hết 60 ngàn. Một tô cháo là 60 ngàn? Không, một tô cháo với lại đĩa lòng nhỏ dạ. Là 60. Đấy. Còn là nếu mà cứ hai người là nhà chị là chỉ có 120 là có nghĩa là cũng gọi là tương đối rồi. Là non nê đấy. Tay ngồi đấy. À, nếu mà hai vợ chồng đấy. Dạ. Vào là 120 là cũng tương đối rồi. Rất là thích luôn á. Ồ cái nồi lòng luộc này các bạn này. Hôm nào nó gặp phải cái lô heo lớn thì là nó là con heo nó bự thì cái ruột nó to. To người ta xấu là nó nhỏ thôi. Đây là hớt bọt đó đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà cái nước luộc lòng của anh rất là thơm luôn đấy. Thơm mà tôi bỏ đi không bao giờ tôi cho ai ăn. Ủa anh không bán nước luộc nè? Đổ hết hả anh? Đổ hết. Ồ. Là vì tôi phân dầu xương cái lông cháo rồi chứ tôi không nấu bằng cái nước này. À nhưng mà theo em biết thì cái nước luộc lòng này rất là ngon luôn. Nước này của anh ấy cũng ngon thật nhưng mà thực sự ra là nhà anh nó thừa xương rồi. À. Đây này anh được bằng lầy cái má heo rồi nó ngọt lắm rồi nó không cần cái nước này nữa. Dạ. Cái cháo của anh vẫn ngon à. Nhưng mà em thấy mà cái nồi nước luộc lòng ngon này mà đổ đi thì phí quá. Dạ thì đúng là nó phí đấy nhưng mà mình không đến làm được đến cái gì nữa ăn không ăn nó béo quá. À. Nhưng mà cũng không có ai xin luôn hả anh? Các quán khác là người ta vẫn cho vào cháo. Dạ. Nhưng mà cái quán nhà anh này là nó dư nhiều quá rồi. Dạ. Nó dư nhiều xương quá nên anh cho cái này vào nó lại béo quá nên người ta cũng thích. Thế là thường thường là cái nước luộc này các bạn thấy là một là làm canh, hai là nấu cháo. Nhưng rồi. Mà quán này á
là anh chị Hùng Loan là đã luộc rất nhiều má heo. Đúng rồi. Để bán má heo thì cái nước luộc nó nấu cháo luôn. Chứ không có dùng cái nước luộc lòng để nấu cháo các bạn. Đúng rồi. Thơm anh nhỉ. Thơm mà cái này tôi làm sạch lắm rồi. Nếu mà bỏ cái này đi thì phí quá các bạn ạ. Mình nghĩ là bạn nào mà xem clip của mình mà có nhu cầu dùng cái nước này thì có thể tới để xin anh chị. Tại vì anh chị luộc cá nồi này mà đổ đi thì ngày nào cũng đổ đúng không anh? Đúng rồi, ngày nào cũng. Thì số lượng rất là nhiều các bạn ạ. Anh chị là người Nam Định luôn. À, em đã từng quay một anh chị bán lòng luộc ở trên quận 12, rất là đông khách, cũng là người Nam Định luôn và dùng cái lá xương sông. Thì anh có dùng lá xương sông đúng không ạ? Tôi dùng lá xương sông, dạ. Lá miền tưới. Dạ. Tôi nói là tự hào hương vị cháo lòng Nam Định nha các bạn. Ở Sài Gòn thì phải nói là cháo lòng Nam Định là nổi tiếng khắp nơi các bạn ạ. Rất nhiều các tiệm lòng luộc nổi tiếng. Đúng, nó đa số là mấy cái quán Nam Định 18 thì đông, cũng mới bán thôi nhưng mà nó cũng đông. Dạ. Còn vợ chồng tôi ở đây nói thật sự nếu mà để mà bán thì ngày tôi bán mấy tạ lòng cũng hết. Dạ. Nhưng mà tôi không có sức khỏe để tôi làm đúng rồi. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Có hai vợ chồng tôi mượn mấy người phụ phụ vớ vẩn vậy còn toàn là mình làm lấy thôi. Dạ, đúng rồi. Nhiều ngày, tiền quá không mệt đến ha. Ngày chỉ làm được bằng đấy thôi. Chứ còn nếu đúng là tôi mà làm mà bán buổi sáng với buổi đêm mà bán muộn muộn tí thì tôi bán mấy tạ một ngày tôi cũng bán được. Dạ. Nhưng mà mình vì sức khỏe mình không có thể làm một mình mà làm hết được. Là cái lòng này mà để làm kỹ mà ngon á là mất nhiều thời gian rồi đúng không anh? À, đúng rồi. Đây là làm nguyên buổi sáng này buổi chiều với luộc lên. Nguyên buổi sáng là anh làm cái này. Đấy, đúng rồi. Sáng dậy từ 4 rưỡi làm cái bát heo này làm cái này cho nó sạch, mình lấy về nó bẩn lắm chứ đâu nó có sạch cái này. Đúng rồi. Làm nó mất cả buổi sáng. Buổi chiều này rồi để bán. Đây tôi buổi chiều là cứ luộc đâu là tôi bán. Đấy. Em hồi nãy em mới nói với chị á là nếu mà nhìn bình thường không ai nghĩ là bao nhiêu đây số lượng mà chị bán có mấy tiếng là hết thôi anh. Tôi bán đúng 3 tiếng này. Đúng 3 tiếng hết. Chuẩn bị giờ này là tôi bán là khách người ta tới là tôi bán đến khoảng 7 giờ 7 rưỡi là hết. Dạ. Hết quá sớm anh ạ. Đến đây người ta nhậu người ta cũng bảo tôi chưa thấy quán nào mà 8 giờ đã đuổi khách rồi, nhưng nhà tôi là đúng 8 giờ tôi đuổi khách rồi đấy. 8 giờ là tôi không bán nữa. 8 giờ là cũng hết mà, rồi đúng không anh? Một là hết mà nếu còn không bao giờ nó còn. Chung quy là nó chỉ 7 rưỡi 8 giờ là nó không còn cái gì để mà bán. À. Tối nào khách nhà tôi nó cũng phải dư ít khách. Phải vài chứ không có đủ lòng để bán. Dạ. Ôi nhưng mà em thấy anh cứ phải châm liên tục ha. Phải châm cho nó ra hết cái nước. Dạ. Rồi nó chín rồi. Thường thường lâu lâu người ta cứ chọc vào nhưng mà ở đây là anh Hùng ấy chọc liên tục các bạn ạ. Tôi chọc liên tục. Mà đây anh dùng cái khấu linh này. Đúng ở rồi. Trong nhà là đã một cái nồi khấu linh luộc trước rồi đấy. Vẫn còn vài đoạn ở đây. Chiều nào tôi chỉ luộc từ 3 nồi thôi. 3 nồi. Riêng cái rồi là 3 nồi rồi. Còn là má heo, rồi phèo, bao tử, gan. Đầy đủ tim nữa. Cái lòng này thì nó là cái bộ lòng của nó là nó có đầy đủ mà. Dạ. Bạn Diễm thì ấn tượng bạn Diễm. Thật sự là cái mình nó cho mình cái cảm giác hào hứng các bạn, thì mọi thứ quá đỉnh luôn. Quá tuyệt vời. Đây phải mình phải chia sẻ là một trong những cái tiệm mà lòng luộc mà đặc biệt nhất ở Sài Gòn mà mình từng được biết các bạn. Bình thường là người ta chỉ bán một cái nồi lòng này chứ thôi, mà ở đây còn có má heo và má nào má nấy siêu to khổng lồ luôn các bạn. Má heo đây là 80.000 nửa cái má đúng không? Nửa cái đầu. Ôi. Nếu mà dồi như này là bao nhiêu một ký anh? À, 150, 150. Cái đạn khấu linh còn. Khấu linh hết. Khấu linh hết. Ở nước luộc lòng này thơm lắm các bạn ạ. Nhưng mà khi mà anh chia sẻ là đổ hết đi thì thực sự mình rất là bất ngờ luôn. Bây giờ khách nào mà đến mà đòi ăn ngay thì nó còn là tôi đã. À. Nếu mà tới vào cái giờ này này mà muốn xin một bát nước luộc lòng thì còn. Còn sau khi anh vớt xong là anh đổ hết các bạn. Ai ăn lòng bơi là cái giờ này là làm được. Dạ. Mình cũng thông cảm tại vì biết sao anh luộc cái má heo nhiều quá. Là nhiều cái một cái nước lèo. Cái đoạn rồi nó to anh nhỉ. Xin nước này về xong mua lòng về làm một nồi lẩu lòng các bạn. Còn hết mẻ này còn mẻ nào nữa không anh? Còn mẻ nữa. Ừ. À, mẻ nữa tôi còn đang đánh ở trong kia chưa rồi. Bây giờ vào rồi. À giờ còn vào rồi nữa. Ồ, cái đoạn này to quá. Thật đấy. Đó, hôm nay nó gặp cái bầy heo nó lớn quá. À. Thật ra là nó con như thế này. Heo này mình đoán chắc phải cả tạ một con nó thì cái ruột nó mới to thế này. Nó phải trên một tạ. Heo tôi làm là toàn trên một tạ hết. Dạ. Không có con nào dưới một tạ. Wow. Cái đoạn này nó to mình chờ xíu anh. Nó to thì nó lâu chín hơn một tí. Dạ. Để chờ. Thơm thôi. Thơm rồi đấy các bạn ạ.
có lo lắng gì khách nhà tôi ăn. Okay. Yên tâm. Khách bán được mấy tiếng rồi các bạn? Còn có một thanh ăn. Vâng, cái cho nó chín thêm tí vì nó to quá. Này là tiêu chuẩn luộc khoảng bao nhiêu lâu là được anh? Khoảng 15-20 phút. 15-20 phút, vậy nhanh anh nhỉ? Đặt hàng ngay cổng này luôn á. Cái còn hai tô kia có hành. Cái một tô không hành đóng lẫn vào một túi có hành. Còn một cái tô có hành thì đóng riêng anh một chỗ ăn khác. Em nghe là có hơi lùng bùng rồi đó nha. Nghe chưa? Khách quen mà biết khách nghe quen. Là biết rồi. Một tô cháo này là bao nhiêu chị? Tô cháo chị bán bình thường là có 30 ngàn thôi. 30 ngàn? Ừ. Còn nếu mà kêu dĩa lòng riêng thì nó cao hơn một chút. À, một người thì nó cao hơn một chút. Như vậy. Ở đây thì nói chung là khách người ta lao động vẫn phải bán phải giá lắm chú. Dạ. Chưa thể bán được đắt. Cái này là mình cứ thái sẵn khi nào khách gọi cái mình thái bốc vào tô cho dễ đúng không chứ nếu mà thái đến lúc đấy cái thái thì lâu lắm không kịp à. Tại vì theo như chị chia sẻ thì quán khách tập trung vào một cái khung giờ thôi đúng khoảng rồi. 2-3 tiếng thôi các bạn mà cả tạ lòng này 30 ngàn đây đấy quá trời lòng đấy. Đấy mà khách dễ gọi chị dễ thương em ơi. Nồi cháo đó là khoảng bao nhiêu lít chị? 120 lít. Nhưng mà cháo này là chỉ nấu với nước hầm xương heo thôi có, chứ không có bỏ huyết vào. Đúng rồi. Chỉ có hầm xương heo với lại lưỡi với lại các thứ luộc là một ngày nó hơn một tạ rồi. Cho nên không dùng đến cái nước luộc rồi. À, cũng hơi đặc biệt đấy. Mỗi cái thằng này là cái phong cháo này của nhà chị là nó quá là đủ nhiều chất xương lắm rồi. Nó ngọt đủ rồi. Ngọt đủ rồi, không có phải đến cái nước kia nữa. Dạ. Em cũng thấy quán chị rất là đặc biệt luôn. Đây. Có cái nồi nước luộc lòng rất là ngon nhưng không dùng. Không xài đến. Cháo nhìn đơn giản thôi nhưng mà hầm với rất là nhiều xương thịt các bạn. Nên nó thơm lắm. Chị đảo đảo là em ngửi thấy cái mùi thơm kìa. Nó gần giống như là các bạn mà hầm cháo chân giò các bạn. Cái mùi đấy, rất là thơm đấy, luôn. Đúng rồi đấy, đúng như cái kiểu cháo chân giò. Như kiểu cháo chân giò đúng không chị? Đúng rồi. Đây là cái rổ rau để mình ăn lòng rồi đấy các bạn này. Thơm gì ha, đủ loại luôn các bạn ạ. Cái này mà ăn lòng luộc thì chuẩn luôn. Cái rượu trên này là rượu nếp hay rượu gì chị? Rượu nếp hết ha. Nhìn nó trắng trắng đục đục các bạn ạ. Này là phần cuống họng nha các bạn. Đúng rồi, cuống họng đấy. Ở đây mình có bán tiết canh không chị? Không nha. Còn cái luôn. Hàng tiết canh nó sống là chị không muốn bán đâu. À dạ. Cho khách đâu. Ý là thôi khách ăn chín thì tí đó ra mà đấy nó dịch dã như vậy mình hãi ấy. Dạ. Bao tử thì ngon vậy ha. Bao tử đây. Nếu mà mua không lấy cháo thì là thập cẩm là bao nhiêu một ký chị? Thập cẩm tay như tay chị bán bình thường là 250. 250? Ờ. 250 ký đầy đủ. Đầy đủ rồi, lòng rồi rồi à. Ờ. Bao tử, gan, phèo. Có nghĩa là đầy đủ. Cái phèo này là mình có gọi là ken hết ra không chị? Có em, à. Là cũng phải ken mà những cái mỡ béo là chị bỏ đi hết đấy. Đấy, cái phần mỡ ở cái chùm phèo là chị cắt hết rồi. Những cái bàn quay ấy là bỏ đi hết. Cái này phải là điếu lòng hay cái gì? Lòng xe điếu. Cái này không, nó không chưa phải lòng xe điếu đâu. Chưa phải lòng xe điếu, nó gọi là lòng bình thường vậy thôi. Chưa, nếu mà có hàng xe điếu là nó đợt này nó hiếm lắm. À. Heo bây giờ nó nuôi nó không như kiểu thời ngày xưa. Như nào vậy? Ồ, cái lưỡi nhìn đã như nhỉ. Đấy, phải nói là khi mà các bạn đứng đây nhìn này thì các bạn sẽ cảm nhận được là cả buổi sáng của anh chị đã phải bỏ rất nhiều thời gian vào để sơ chế, để làm sạch, làm kỹ những cái đồ lòng này. Nó đấy. Sạch bóng rồi các bạn, rất là thơm luôn. Nên là quán lòng bán ngày trên một tạ nhưng mà chỉ có vài tiếng là hết là vậy các bạn ơi. Đấy. Đấy.
Cái má có bóc thịt không anh? Hay là để nguyên anh tự bóc? Lóc chỉ lóc ra phải không? Cái má là 80 các bạn. Ở đây là chị chỉ bán nửa cái một thôi đúng không chị? Đây, cái một miếng này là 80 này. Còn cả bên thì là 160. Một nguyên cái là 160 đấy. Nguyên cái là 160. Là chị dùng cái nước mà hầm cái má heo này, luộc bao tử này, luộc phèo này này kia để nấu cháo. Thịt má thì ngon vậy ha. Trang ơi, Trang bỏ rau cho nhà bác đây về này Trang này. Vừa xong rồi đây này Trang này. Đấy. Trang cho cái rau vào đi. Trăm hai của nhà anh Trang. Miếng thịt bóc là nó thơm đúng không ạ? Thơm lắm. Má heo này nhìn thì nó xấu thôi nhưng mà ăn là nó rất là thơm mà nó lại ngọt thịt. Nó không như kiểu là cái thằng thịt mông hay là thịt gì luộc là ăn nó lại bã không? Này là vừa thơm vừa ngọt. Là con trai vừa đi học về. Con trai vâng. Là em học trường nào? Học Văn Lang. Học Văn Lang. Đấy. Đi học về nghĩa là phụ mẹ làm lòng là khi nào quá nghỉ thôi. Quá nghỉ thôi. Tôi đến trong quá giỏi. Em có người yêu chưa? Chưa hả? Mẹ không cho đúng không? Nhìn mẹ là biết mẹ chưa cho có người yêu rồi. Vậy em cần đi học. Còn đi học. Hai ngày là hay là năm mà sinh viên. Em cần đi học. Đây là khách mua mang về một hộp này đây. Đấy, hộp đấy. Má heo đấy, với lòng lẫn đây. Hộp này là bao nhiêu chị? Hộp này là 130. 130 ngàn. Là vừa má heo vừa lòng lẫn một tí. 130 ngàn mà như thế này là quá nhiều rồi. Cả cái này nữa đúng không chị? Ờ, cái này nữa. Đấy, bên này là con trai đang thái má heo phụ mẹ này. Em phụ mẹ là từ bé rồi hay là mới mấy năm nay thôi? Mới rồi, cháu mới phụ thì cháu đi mới học. Mới phụ là đây năm thôi. Năm nay cháu học đại học sang năm 2 nó với ít thời gian đấy. Dạ. Còn những năm trước cháu đi học suốt, thần bố mẹ cháu với thợ thôi. Nhưng mà một cái má heo khi mà cắt ra mới thấy nhiều nha. Đúng rồi. Nhiều chứ mọi người không thấy. Má heo của chị ở đây má heo lớn mà. Mỗi cái mà nó thì vào 3 ký một cái đầu đấy. 3 ký một cái đầu. Ừ. Má lớn đấy chứ không phải là má nhỏ đâu. Một ngày chị bán tới 4-5 hôm như hôm nay là sống của nó là gần 50 ký đây nè. Gần 50 ký má heo. Bây giờ là cứ lấy ra hết để thái về luôn hả chị? Lấy ra vậy thì ai mang về là mẹ cho trụng thôi chứ không có tí nữa người ta tới nó đông không thể làm được. Dạ. Quán này có một cái điều đặc biệt là tất cả các má heo từ bây giờ tới khi đóng cửa là sẽ thái sạch ra luôn chứ không có để nguyên cái các bạn. Dạ. Ta ước khách mua mình ước chừng hả chị? Ước chừng bao nhiêu tiền? Ừ, đúng rồi, ước chừng tại vì chị bán nó quen rồi. Dạ. Hơn kém một tí không đáng kể. Dạ. Đúng đây chị uống rồi các bạn ơi, bây giờ mình gọi mình ăn luôn nha. Chị cho em hai tô cháo, một cái má heo to với lại là một dĩa lòng siêu to khổng lồ cái phần mà cái phần dòi luộc á chị, cái phần khấu linh ấy chị. Đó, nhìn miếng nào miếng không ghê, bà này làm quá là điệu nghệ luôn các bạn ạ. Đây bên này là tiếp tục là thái bao tử sẵn rồi này. Chị cho em cái phần cuống bao tử được không chị? Này giòn lắm ạ, mình ăn một lần là nhớ ngọt. Mãi luôn đấy. Ngọt lắm đấy. Giòn ngon. Em cảm giác là còn ngon hơn rồi trường ấy. Đúng rồi, cái này nó ngọt. Các bạn đi ăn mà còn gặp quán mà chưa thái cái cuống bao tử thì nên gọi ăn thử nha. Rất là hấp dẫn luôn. Dày. Dày, giòn gì nhỉ? À. Thêm cá rời trường ấy nha chị. À. Đấy, cái tay sẵn hết như thế này.
giờ hai đứa ăn luôn không? Dạ ăn luôn ạ. Nói quá nhìn chị các chị không nói. Ăn luôn thì chị làm luôn này. Bây giờ là mới có chưa phải giờ cao điểm nên là mình tranh thủ mình ăn luôn các bạn ơi. Em hồi đông quá chứ không có ai được hết bàn rồi sao? Bây giờ thực ra là đang là cái giờ chị chuẩn bị đúng không chị? Đúng rồi. Chưa phải là giờ chính thức bán đâu các bạn ơi. Đây là dồi trường đấy chị ha. À, cái này là dồi trường đấy. Dồi trường ngon đấy. Có một chùm nữa hả chị? Hôm nay dồi trường hay ít chị nhỉ? Hôm nay mua được ít dồi trường. Dồi trường này nó tùy thuộc. Ủa, nhà anh nhậu hả anh? À đây, anh làm dồ dồi ra này. Giờ luộc tiếp. Mé này là mé cuối cùng đúng không anh? Một ngày là 3 nồi các bạn ạ. Luộc liên tiếp luôn, cứ làm rồi luộc. Ở đây là mình vừa bán bia vừa bán rượu đúng không chị? À, bia rượu. Nhưng mà bán số lượng có hạn nhé bạn, không bán cho khách nhậu quá nhiều đâu. Đây là cái đoạn khấu linh đúng không chị? Khấu linh đấy. Gan này. Con trai mới 2K2 mà bố kêu ế vợ, mẹ thì chưa cho quen người yêu. Không biết là bây giờ nghe ai đây. Em làm mà có xem cái clip này thì bố thì tuyển vợ cho con, mẹ thì chưa có ý định đó các bạn ạ. Bây giờ mình không biết là nghe lời ai đây. Đây đầu hành đúng không chị? À, đây, đầu hành đây, đây. Wow. Dĩa này là bao nhiêu chị? Này là 120. 120 ngàn, quá chất lượng các bạn ơi. Đây, đây trang cho ra ngoài kia đây chị làm cho nhà em đây. Wow. Nhìn trong sự luyến tiếc các bạn, nãy giờ tưởng của mình đúng không? Bố cứ làm con trai ngại không à? Nhưng mà nhìn con trai rất là dễ thương này, học đại học này, giỏi giang phụ mẹ này thì không sợ gì cả. Ồ, anh kéo thuốc lào cũng dữ quá chị ha. Anh này chỉ có nghiện mỗi cái điếu thuốc lào ấy. Chị là muốn có cháu nội chứ gì? Rồi cũng phải có chứ chú nhỉ? Từ từ có à? À từ từ là phải có chứ làm sao mà không được. Ui, đây gì? Ở đây mình thấy dày gì ha? Anh chị là có hai con trai hết à? Có con gái không chị? Chị có chứ. Có con gái? Có mỗi mình cháu là trai thôi, còn hai chị gái. Hai chị gái, một con trai. Hai chị gái, một con trai. Vậy là con trai được cưng nhất nhà rồi. Con trai đấy, con trai út đây, còn hai chị cháu đi lấy chồng, em đi lấy chồng hết rồi. À, vậy là chị có cháu ngoại rồi đúng không? Có rồi. Có cháu ngoại rồi, bây giờ đang chờ cháu nội các bạn ạ. Chưa được cháu nội đúng không anh? Từ từ ấy nhá. Đây là dĩa của em đúng không nhỉ? À, đây. Hai đứa đi năm. Dĩa này cũng 120 luôn đúng không nhỉ? À. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Rồi cho em một dĩa má heo nữa nha. À, ôi, chị lấy má heo đây. Từ cái mâm này lên đến dĩa này hấp dẫn. Lòng phèo này các bạn này.
nghĩa là mấy tháng trước mà mình nghỉ dịch chắc khách nhớ lắm chị nhỉ? Nhớ, khách điện quá trời. Khách điện quá trời nhỉ? Ở đây là mình gọi có số nào chị nhỉ? Số ở ngoài trên cửa luôn đúng không chị? Này em này, má heo đây, cái má heo 80 ngàn đây. Thái là một dĩa đầy đấy các bạn. Em gái. Thì cháo mở rất là thơm rồi các bạn. Này mình nghĩ là các bạn nào mà thích ăn cháo thì cứ tới đây ăn thử đi. Sẽ rất là hấp dẫn cái hương vị cháo này các bạn. Thơm lắm. Như cháo chân giò luôn. Bây giờ đang là hơn 4 giờ chiều ở Sài Gòn các bạn. Và bên ngoài thì trời chuẩn bị mưa rồi. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức một cái bữa cháo lòng rất là đặc biệt ở quán của anh chị Hùng Loan các bạn. Phải nói là thời tiết rất là phù hợp để ăn cái món lòng rồi luôn các bạn ơi. Một cái dĩa này này là 120 ngàn. Đúng rồi. Rất là nhiều. Thập cẩm luôn nha các bạn. Có cái món dồi luộc này, rồi bao tử, rồi lưỡi, phèo, đầy đủ nha các bạn. Đây là cái mà mình trông chờ và mình thích nhất nè các bạn ơi. Ở đây anh chị đã cắt miếng nào miếng nấy rất là to. Nên là Diễm xin phép là Diễm thử một cái miếng này luôn nha. Nhìn rất là dày nè, vừa có mỡ rồi vừa có phần giòn bên trong nè. Đó, chấm với nước mắm mặn và ớt nha. Rồi, chờ nãy giờ, mời các bạn nha. Cái phần này nó rất là giòn luôn các bạn ơi. Và đặc biệt là không có mùi nha các bạn. Ăn không có mùi, Diễm chỉ thấy là mùi béo, cái vị béo các bạn đây này. Đây, đó. Vào đây nha. Làm miếng thứ hai nè các bạn. Xuất sắc luôn á. Bây giờ mình sẽ thử một miếng rồi nha các bạn. Thực sự rất là thèm rồi. Đây là cái đoạn khấu linh này. Chấm với nước mắm. Ở đây thì sẽ chấm với nước mắm mặn nha các bạn. Mời các bạn nha. Còn rất là nhiều ở dưới đây nè. Ngon quá. Thơm. Nó là khấu linh à. Dài nó béo quá. Miếng này là xuất sắc luôn. Chấm nước mắm mặn cho nên là Diễm nghĩ là các bạn chấm nhẹ thôi. Vậy thì hỏi làm sao mà không đông khách được bạn. Đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ còn một cái tô cháo hai người là 20 ngàn đấy các bạn. Cái tô cháo này thì mình sẽ ăn kèm với lòng luôn. Đây. Này không có đánh quyết gì các bạn. Cháo này là nấu toàn bộ với cái nước luộc xương, luộc thịt các bạn, chứ không có nấu với nước luộc lòng. Đóng hỏi đây này, cái hạt này là hầm nguyên hạt cho nó mềm ra ấy. Bỏ hạt gạo vào hầm luôn chứ không có rang gạo lên nữa các bạn. Còn đây là cái dĩa má heo nha các bạn. Một cái má heo nửa cái đầu heo á, là 80 ngàn, còn nguyên cái là 160. Đây các bạn coi cái thịt của cái má heo này. Rất là ngon luôn. Đi ăn mà chỗ nào mà bán má heo thì thật sự là Diễm nghĩ các bạn nên gọi một cái má heo. Tại vì cái thịt của má heo nó rất là khác biệt các bạn. Nó hơi dai nhẹ này nhưng mà nó rất là ngon. Đó, mời các bạn nha, cái này là Diễm không chấm luôn. Ồ, đây dĩa nè. Cái phần thịt của phần má heo rất là ngon luôn á. Bình thường á là Diễm sẽ để nguyên cái Diễm xé ra. Nhưng mà hôm nay là Diễm muốn nhờ chị cắt cái này để cho các bạn coi là một cái dĩa má heo mà thịt không ra này. Tại vì đặc trưng của quán này các bạn là tất cả các đồ lòng á, kể cả má heo thì quán đều sắt ra hết các bạn ơi. Đây, các bạn coi cái phần thịt má heo này. Chấm nước mắm nha. Không có thêm một cọng đậu hành nữa ha. Quán này là chị chuẩn bị một cái rổ phải mười mấy ký đậu hành các bạn. Nên là các bạn thấy là dĩa nào nó cũng đầy đậu hành luôn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng má heo nha. Thịt nè. Cái thịt nó rất là ngọt. Vô. Vô. Các bạn nha. Cái miếng thịt đó. Nó ngọt, thơm, béo. Và nó sẽ hơi mềm một chút do cái má heo ở đây mình để ý là chị luộc sẽ khá kỹ đấy các bạn. Nói chung là thật sự là lòng ở đây từ mọi thứ, từ cái cách mình nhìn bên ngoài sự bắt mắt, sau đó mình ăn tới hương vị thì Diễm nghĩ là một địa chỉ cực kỳ uy tín thì các bạn hãy thử. Nhưng mà ăn nãy là giờ mới là ăn thử đó nha các bạn. Bây giờ mới bắt đầu là có cháo này kia này. Một cái tô cháo này là để hai người ăn này. Mình không biết là bạn Diễm đã ăn cháo chân giò chưa, tức là bỏ gạo vào hầm chung với chân giò. Thì cái mùi cháo này nó cảm giác cho mình rất giống cái món đó các bạn. Mùi cháo rất là thơm luôn. Cháo nóng hổi luôn.
thơm ha, múc lên nước thơm. Nói cháo hai người ăn, cái phần này là ba bốn người ăn cô rồi luôn á. Chủ yếu là mình ăn lòng các bạn ơi, ăn cháo là để mình dặn dặn thêm thôi. Đây còn nó rồi cái lưỡi này. Miếng này là chị cắt là rất là to luôn á. Cắt dày nó nhai nó đã lắm các bạn. Nhưng mà nhìn để ý là lòng ở đây họ luộc theo kiểu là nó giữ được cái độ giòn rất là mạnh các bạn ạ. Nóng hỏi vừa thổi vừa ăn nha. Quán thì sẽ có bia và rượu, rượu gạo nha các bạn. Để các bạn nào có nhu cầu nhậu lai dai. Còn mình với bạn Diễm thì gọi nước ngọt. Này là cái phèo đúng không? Đúng rồi, phèo, rất phèo là dày. Dày nè các bạn. Đó, chấm với nước mắm nha. Dai dai nhẹ, hơi giòn giòn. Cháo nóng đúng không? Nóng. Nhưng mà các bạn biết không? Một cái Diễm thích là lòng ở đây mà khi mà chị cắt sẵn như vậy á thì những cái phần nào bụng này hay là có dính mỡ một xíu mà nó không ngon á là chị đã loại bỏ ngay từ đầu rồi. Cho nên khi có dĩa lòng mà mình mang ra là mình chỉ ăn được những miếng ngon nhất thôi. Trong này có cả dồi trường đấy nha bạn Diễm. Đây này. Wow. Bạn Diễm đây. Đây đây đây. Ồ, vô. Chắc là mình sẽ chấm chung với chén nước mắm của bạn Diễm cho nó cay cay một chút. Đó. Mời các bạn nha. Các bạn nha. Giòn lắm. Phần này thì nó giòn mạnh lắm các bạn. Cắn đến đâu là nó giòn đến đó. À, bạn nào mà tìm ở lòng mà sạch sẽ mà sang như thế này, một dĩa rau này rất là sạch sẽ mà cho rất là nhiều loại luôn nha các bạn. Đó. Em sẽ lấy một miếng húng quế để kẹp chung vô với lòng nha. Để thấm đẫm luôn. Wow. À. Các bạn nha. À, thêm rau hả chị? Chú đáo quá. Có lá kèm cho nó rất là thơm đó mà. À, cái cuốn không. Bao tử. Cái này thêm một ly rượu đế nữa là đúng bài của các anh luôn á. Hôm nay mình ăn rồi là cái phần khấu linh nha các bạn. Mời các bạn nha. Đây. Vô. Rồi ngon mà Diễm à. Dày, một cái dồi, có mỡ. Mà trong này ăn đó, cái do là mỗi quán thì người ta sẽ có cái cách ướp khác nhau á. Cái này nó rất là thơm và mùi. Bây giờ là anh Hùng anh vẫn đang luộc cái nồi lòng thứ ba đó các bạn, ở đằng sau á. Cháo ở đây thì nếu mình nói về cháo lòng Bắc mình hay đi ăn thì người ta có hay đánh huyết trong đó các bạn. Nhưng mà cái nồi cháo ở đây là không hề đánh huyết nha. Nhưng mà cái phần nước đó, nó rất là ngon, rất là thơm. Quá đã luôn. Cái dĩa ma heo nãy giờ mình mới ăn có một miếng các bạn. Bây giờ phải làm thêm vài ba miếng nữa. Đây này, ăn này mới đã nè các bạn ơi. Nó không bị quá dai đâu. Vô. Vô. Chấm nó hơi cay cay á. Nó ngon hơn. Ớt này nó cũng không cay quá đâu nên là mình ăn được các bạn ạ. Mời các bạn nha. Để có đầu hành nó giòn. Thịt má heo vậy nghĩ là bạn tới đây phải thử nha. Phải thử luôn, rất là ngon. Nó giống như là cái combo của các bạn. Phải lòng luộc và má heo. Cái này là giống như cái chỗ cái phần hồng, cái lợi đó các bạn. Ăn nó sẽ rất là giòn. Ăn xong kẹp một miếng đậu hành. Đây. Ngon quá. Chị thấy ơi, người ta tới ngồi ăn cũng nhiều nhưng mà mua mang về cũng rất là nhiều đúng không ạ? Mình thấy cái số lượng rau chuẩn bị vào bịch chứ bạn nhé, rau thơm này này mà cả rổ luôn. Tức là số lượng người mua mang về rất nhiều. Tuy nhiên đối với mình thì mình vẫn khuyên các bạn là nếu như muốn ăn nó ngon nhất là ngồi tại chỗ như này này. Người ta vừa mới làm ở trong kia ra, đem ở đây là các bạn ăn luôn. Là nó thơm ngon, nó nóng hổi luôn các bạn. Mình mua về hoặc là mình làm mua về nhà gần á, mua về ăn liền luôn. Nãy anh á, anh bảo là đi
gần 10 km để mua, mà giờ anh ăn một tô tại chỗ luôn. Sau đó anh mua ba tô mang về cho người nhà các bạn ạ. Phải nói là đây là một trong những quán lòng mà mình cực kỳ ưng luôn các bạn ạ. Mời các bạn nha. Mình nghĩ là quán bán với số lượng rất là nhiều này, thời gian bán rất là nhanh, và cái chất lượng như này thì đủ khẳng định được là quán rất là ngon các bạn ạ. Lấy cho mấy miếng dòi lên cho các bạn xem này. Mời các bạn nha. Còn quá trời dòi dưới luôn á. Ngon quá. Ừ. Cái dòi chỉ cắt thì để đệm ở dưới. Đệm ở dưới các bạn. Nên là Diễm phải vạch ra cho các bạn xem. Nó rất là giòn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ở chén nước chấm này. Nó là nước mắm mặn rồi các bạn. Thích thì các bạn pha thêm ớt hoặc một xíu chanh thôi, chứ không có nước chấm quá cầu kỳ đâu. Thôi, mưa luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử một miếng cháo nha các bạn nha. Trời ơi, cái hương vị cháo này cũng rất là đặc biệt đúng không ạ? Đúng như cái mùi vị mà mình đã ngửi đấy khi mà chị múc trong nồi ra. Thơm, béo. Minh chứng rõ ràng nhất là một chén đầy đã hết rồi nha các bạn. Diễm đang chuẩn bị bước sang chén thứ hai. Cái lá này là lá ngò gai đúng không ạ Diễm? Không, hành lá. Hành lá và ngò gai đúng không? Cái gốc là chị dùng để lên để cho mọi người ăn này. Xong rồi còn cái phần đuôi hành đó thì chị sẽ cho vào cháo thế này. Cháo rất là ngon các bạn ạ. Nhìn trắng như thế này thôi nha các bạn, nhưng mà cái hương vị gọi là cái nước để nấu cháo đó, nó rất là đậm đà, nó rất là ngon. Trời mưa rồi thế này nè, không làm một dĩa lòng ở đây không thì quá xuất sắc rồi. Đây các bạn. Đây còn có bên cạnh là còn có một cái rổ rau rất là nhiều loại luôn. Ngày xưa Diễm ăn lòng là Diễm không có biết ăn cái lá này. Từ mình ăn á, mình ăn kèm thêm mình thấy là đi nên nó có lý do của nó các bạn ạ. Nó phải đi kèm với nhau đúng không Diễm? Nó làm dậy mùi thơm lên nè, và cảm giác là mình cũng không có bị ngán nữa. Nhưng mà bạn Diễm có công nhận với mình là lâu nay mình đi ăn cháo lòng Bắc á, lúc nào mình cũng thích là cháo phải nấu với nước luộc lòng. Nhưng mà riêng ngày hôm nay này, cái quán này là cháo nấu với nước hầm xương hầm thịt, rất là ngon đúng không Diễm? Đúng nó rồi. Vẫn làm cho mình có một cái cảm nhận là ngon tuyệt vời chứ không bị nhạt nhẽo. Không, chính xác thì mình đang nghĩ tới cái từ là không, các bạn nhìn thì vậy thôi, nhưng mà yên tâm là nó sẽ không có cái vị mà nhạt nhẽo đâu. Mà đó là lý do mà tại sao một cái nồi nước luộc lòng luôn mà anh chị vẫn không dùng tới là vậy á. Tại vì cái số lượng lòng luộc này rồi má heo ở đây nó quá nhiều. Nó làm cho chị cứ cảm giác là cứ ăn một miếng lòng là cứ muốn húp một miếng cháo á. Còn đây là cái gan này các bạn ạ. Gan này là gan chất lượng này, không có bị đen sẫm hay là bị cứng nha. Gan rất là béo, mềm. Chắc chắn là gan mới và gan ngon nó mới được cái hương vị thế này. Nếu mà mình ăn ở miếng gan nó hơi bị sẫm màu á và nó hơi bị cứng thì xin lỗi, đó là gan cũ các bạn. Mình sẽ ăn một miếng cháo một miếng rồi. Do mình vừa quay vừa ăn nên là nó hơi bất tiện một chút, thì mong các bạn thông cảm. Quá ngon lắm. Mình cảm nhận là cái cháo này nè, có thể dùng cho trẻ em ăn được này, cho người ốm người già ăn được luôn. Tại vì nó rất là trong lành, nhưng mà nó lại có cái hương vị thơm ngon và dinh dưỡng của nước hầm xương hầm thịt. Mời các bạn nha. Ngon quá. Đây cái lưỡi nè. Có một cái mà hồi nãy giờ Diễm để ý là Diễm thấy anh Dũng cũng không có chuộng lắm là cái đầu hành này. Thật sự là không phải tự dưng mà chỉ có một cái rổ hành to vậy đó các bạn. Hành này chị chuộng qua nó rất là giòn, mà ăn vô nó có cái vị ngọt mà kèm với lòng nó rất là ngon nha. Mình không có kẹp hai ba thứ lại được do một cái nguyên nhân là do mình cầm máy quay các bạn. Có một tay thì mình nếu mà gắp nhiều cái quá thì nó hơi cầu kỳ, nó cồng kềnh các bạn, nó khó cho mình trong cái việc cầm máy quay. Mà kẹp đầu hành thì ngon lắm. Đầu hành nó rất là giòn.
chị Trùng rất là khéo á. Ăn một miếng lòng thì sau đó mình sẽ húp một miếng cháo. Bây giờ mình và Diễm sẽ tập trung ăn hết hai cái dĩa má heo và dĩa lòng này nhé các bạn. Nãy giờ thì mình cùng với các bạn thưởng thức cũng sơ sơ qua thôi. Nếu mà ngồi ăn hết hai cái dĩa này thì tốn thời gian lắm, nhưng mà mình phải khẳng định với các bạn là chất lượng thơm ngon tuyệt vời các bạn ơi. Và Diễm nói thật luôn là đây không chỉ là một cái món nhậu hay một cái món ăn chơi, mà với Diễm hôm nay Diễm trải nghiệm đây thì nó là một cái món ăn no và một món ăn gia đình luôn các bạn. Mua một cái dĩa lòng này và thêm một cái phần thịt của má heo này về là mình có một cái bữa chiều cho gia đình. Chất lượng luôn. Đây, mình sẽ ăn một miếng rồi nữa. Mời các bạn nha. Đấy, có kẹp được cái đầu hành này. Diễm không thích ăn xong rồi có cái đầu hành kèm nữa. Có ngon. Bây giờ thái xong sẵn cái này là còn có mình chị phụ trách khu vực này là chính rồi đúng không chị? Ừ. Coi như chị là cứ bị đứng từ đầu đến cuối, khi nào cứ hết hàng thì thôi. Cứ một mình chị vậy. Anh là phụ trách cái nồi lòng luộc hay gì? Không, bây giờ chuẩn bị ra đứng là tối mắt luôn. Dạ. Mà mình vừa mới tâm sự với chị chủ quán là được biết là chồng chị không biết nhậu đúng không ạ? Mặc dù là bán quán lòng luộc nhé các bạn ơi, cháo lòng. Nhưng mà chồng không biết nhậu là vui chị nhỉ? Vui hay không vui chị? Vui lắm. Dĩa má này em. Còn cái má nữa. Dĩa này là bao nhiêu chị? Dĩa má 80. 80 là cái má không đúng không? Má. Đây bây giờ bắt đầu đây sấy lòng cho khách. Đấy. Em thấy quán chị là có rất nhiều cái đoạn khấu linh này luôn chị nhỉ? Ừ, chủ yếu là chị làm cái khấu linh ăn nó mới ngon được. Cái này thì nó mắc. Đúng rồi. Mà mình phải đặt thì mới có đúng không ạ? Bình thường mua cũng ít khi được cái này lắm. Đúng rồi, cái này là hàng của mình, nó hàng kiện. Không cứ làm nó để cho mình, nó không dám bán của mình đi nữa, ý là vậy. Bán lâu lắm rồi. Mối quen rồi. Vào như này là bao nhiêu chị? Cái đĩa này là chị thái như này là 150. 150. Đĩa lòng lớn. Này chắc phải 4 người nhậu đúng không ạ? Không, chỉ có 3 người đó. 3 người à? Ăn họ ăn vậy đấy. Ăn nhiều đúng không nhỉ? Ăn nhiều mà uống ít. Ăn nhiều uống ít thôi. Không mà nếu mà giờ không thì bao nhiêu một ký chị ha? Rồi không chị bán 200. 200. Ờ mà không có mấy khi dám bán rồi không đâu. Khách hỏi cũng ít lắm. Để mình bán thập cẩm. Ý là không, người ta ăn không có thì họ lại kêu là sao em không đến lượt em không có rồi. Đúng rồi. Thôi cứ chia đều là khách nào cũng có tí. Cho nó công bằng. Đấy. Bạn Diễm lại chụp hình Úc lên fanpage Phạm Dũng của mình nhé các bạn. Diễm nghĩ là nếu mà nhìn một cái miếng giòi thế này này các bạn mà không thèm là cỡ nào cũng thèm thì tới ăn thử luôn. Nhìn nó đã. Wow, 150 đấy các bạn. Đây cho khách này con này. Mưa đấy các bạn, đang mặc áo mưa đi mua lòng. Má hay mấy nào? Lòng hay mấy con nào? Ba đĩa. Ba đĩa. 100. 100 đấy đấy. Dạ. Lòng nhé. Dạ. Khách đội mưa đi mua này là phải ưu tiên bán thêm ấy chị ạ. Vất vả quá trời mưa. Mùa này thì Sài Gòn mưa liên tục các bạn ơi. Không biết là có mưa bão gì không mà cứ đến chiều tới là mưa gió lớn. Mấy hôm nay lại mưa quá thôi nhỉ. Dạ. Mưa để đâm ra bán hàng là vất vả đấy. Nhất là bán vỉa hè chị ha. Đúng rồi. Này là mua bao nhiêu đi chị? Bà chú mua 300. 300. 300 thập cẩm á. Để họ vô mà để như chung luôn á. Anh để cho chung luôn. Ở đây nè. Bao ba. Cho ba đi. Chia ra. Không, một bịch như ba. Coi để đưa lên ấy à. Đưa lên YouTube anh ạ. Rồi, quả này chuẩn bị đứng đó mà thôi thì họ nha. Ba hộp à? Ba hộp nhỏ nha anh. Một hộp à? Hả? Một hộp 300 à? Đấy, sai luôn.
Đấy, giờ là ngoài mưa lớn rồi các bạn. Mưa rồi. Mưa này khi bán hơi chậm xíu chị nhỉ? Dạ, đúng rồi. Anh luộc xong cái nồi kia rồi anh? Xong rồi ạ. Cũng nhanh nha nhỉ? Chắc một nồi chắc tầm hơn 20 phút các bạn. Đúng rồi. Không, chỉ 15 phút thôi. 15 phút. Nhìn thấy rồi thấy thèm. Ăn vào thèm gì nữa. Thì là nhóm miếng đi. Nhóm miếng luôn này. Ừ, tay vừa bỏ cái đèn này nhóm miếng đây, tôi cầm đèn này nhóm đi. Đơn giản tôi là Maria gì đâu. Ngày ông bán có ba tạ cơ mà. Ngày ba tạ. Ừ. Dành hơn cả chủ quán nữa. Vì tôi lên đây ông nhẵn như đi tá trời cũng biết rồi. Bà đủ chết rồi đấy. Đọc đúng nha. Này khách quen là trời mưa cũng đội mưa tới mua rồi. Tháng ăn mấy bữa anh? Tháng hả? Nói chung là buồn buồn thì được 3 bữa, mà không buồn buồn thì được bữa rưỡi. Tờ này là chắc phải ăn mấy bữa mới hết được. Còn cọc cái này thế này. Đó thấy chưa? Ăn lòng lợn nó cỡ này thì biết rồi đấy. Quá VIP. Cái bịch lớn nhờ bác chị. Đâu quá rồi cơ. Anh làm cái em nó ế là phải. Từ sáng đấy ông mới chụp. Cá có ở trong mới có đầy đủ hết mà chị. Quý anh. Thank you. À, mình như em bé. Chúc chị là anh chúc mà nói định chúc là lúc nào cũng đông khách, nhưng mà chị bán ngày có 3 tiếng rồi. Nói chung là mong anh chị có nhiều sức khỏe và quán của mình lúc nào cũng đông khách như vậy ạ. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn khách hàng nha. Dạ, em cảm ơn anh chị nha. Nếu mà có nào hôm nào em thèm em lại tới thăm anh chị. Bây giờ thì trời cũng bên ngoài đang mưa các bạn ạ. Đấy. Quá đã luôn. Nói chung là ngày hôm nay là một trải nghiệm tuyệt vời để giới thiệu thêm cho các bạn một địa chỉ mà mang cháo lòng hương vị miền Bắc. Ở khu vực Tân Bình này, có đi ngang đây thì các bạn ghé nha. Ở đây là chợ bán rau củ luôn á. Phải nói là đây là một trong những quán cháo lòng mà hôm nay mình mới phát hiện ra thôi. Nhưng mà đây sẽ là cái quán mà gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong số những quán mà mình đã từng quay các bạn. Cực kỳ ngon, hấp dẫn, sạch sẽ, chất lượng. Và anh chị chủ quán cũng là một người chủ quán rất là hiền lành, dễ thương, chân thật và sạch sẽ nữa các bạn. Nói chung là giá thì là muốn ăn bao nhiêu thì gọi, còn thật là một tô cháo bình thường chỉ có 30 ngàn thôi các bạn, thì cũng rất là nhiều lòng. Nhưng mà một lần nữa thì chị phải khẳng định là ngoài lòng ra thì các bạn nên gọi thêm một cái má heo, tại vì cái thịt má heo ở đây ngon lắm. Bây giờ thì mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây nhé bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha. Xin chào các bạn.